Đây, còn thấy không? Đó, nó hỗ trợ đầu vô là 12V và 1,45A. À, nó 18W đó các bạn. Cái này là jack 3.0 nha các bạn. Đó, nó hỗ trợ đầu vô là jack 3.0 đó các bạn. 18W, chuẩn luôn nha các bạn. Rồi, mình chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Tính Mít KTV mình nha các bạn. Thì như tiêu đề của video các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một bài review cũng như là đánh giá, chia sẻ đến các bạn một cục sạc dự phòng ha, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh chuẩn đầu vào và đầu ra ha, dành cho điện thoại nhé các bạn. Đó, xin giới thiệu đến các bạn đó là cục sạc dự phòng của hãng BCS nữa các bạn. Đó, cái này là dòng Bibu nha các bạn. Đó, nó hỗ trợ là chuẩn sạc nhanh ha, cho đầu vào và đầu ra là chuẩn là PD 3.0 ha, cho dành cho các sản phẩm của Apple các bạn, các điện thoại iPhone, dòng iPhone của Apple và cũng như là jack 3.0 ha, có dành cho các cái hãng điện thoại mà sử dụng công nghệ sạc của thằng Qualcomm các bạn. Đó, này là chuẩn 3.0 luôn ha. Ngoài ra thì cái củ sạc nhanh này nè các bạn, nó còn hỗ trợ cho các cái dòng đa số các cái dòng điện thoại của Xiaomi và Huawei luôn các bạn, cho nên là các bạn cũng yên tâm mà sử dụng nha. Rồi thì cái củ sạc này thì mình cũng đã sử dụng rồi, nhưng mà mình nay là mình đóng gói lại, là cũng như là mình để mình khui hộp cho các bạn dễ hình dung ha, về cái sản phẩm nha các bạn. Rồi cũng như là một cái bài đánh giá sơ bộ về cái củ sạc này ha, đến các bạn tham khảo nha các bạn. Rồi thì củ sạc này nữa các bạn, nói về giá thì nó chỉ trên dưới 300 ngàn thôi các bạn. Đó, trên dưới 300 ngàn thôi. Mình mua ở một cái shop là shop Bmall luôn các bạn, của thằng BCS này luôn nè, ở trên Shopee á. Đó, thì đợt mình mua săn sale thì nó chỉ có 200 mấy nha các bạn. Đó, còn giá hiện tại của nó thì khoảng trên dưới 300 ngàn, nó tùy cái phiên bản màu nha các bạn. Đó, tùy phiên bản màu, này nó có bốn màu lận, màu đen, màu trắng, màu hồng và màu xanh nha các bạn. À, mỗi màu nó sẽ có giá khác nhau nha. Rồi thì đây, điểm sơ qua thông tin của sản phẩm này các bạn. Đây, đó, nó có dung lượng tối đa là 10.000 mAh nè các bạn. Đó, rồi cái input của nó các bạn, là đầu vào của nó thì nó hỗ trợ cho chúng ta là cái cổng đầu vô để sạc cho cục pin này á, là nó vừa là cổng micro và cũng như là cổng Type-C luôn ha. Thì mỗi cái cổng này á, nó hỗ trợ cho chúng ta là đầu vô tối đa là 18W nha các bạn. Đó, sạc đầu vô là hỗ trợ là 18W ở mỗi cổng sạc nha. Còn cái đầu ra nè các bạn, output nè, thì nó cũng hỗ trợ là mỗi đầu ra là 18W luôn các bạn. Đó, bạn thấy không? USB nè là cũng 5V 3A là 15W, còn 9V 2A là 18W các bạn thấy không? 12V 1,5A là cũng 18W luôn. Và Type-C nó cũng vậy nè các bạn. Đó. Còn nếu như mà các bạn á là đồng thời sạc vừa cổng USB và vừa cổng Type-C ha, thì nó hỗ trợ cho chúng ta là tối đa là được 15W, là dòng ra là 5V 3A nha các bạn. Đó. Trọng lượng của sản phẩm thì 218g ha, nó rất là nhẹ các bạn, nó mỏng nữa, nó nhẹ nữa. Cái này thì nó to cỡ cái điện thoại di động các bạn, cho nên là nó vừa cho chúng ta bỏ vô túi quần ha, rất là tiện nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm cho các bạn tham khảo nha. Sản phẩm này thì được bảo hành chính hãng 6 tháng một lần một nha bạn. Nếu như lỗi của nhận xuất thì sẽ được đổi cho cái mới ha, một lần một ha. Rồi, sản phẩm của chúng ta thì nó gồm có nè các bạn. Thứ nhất là củ sạc nè. Rồi thứ hai là nó tặng cho chúng ta một cái cáp micro USB ha. Rồi. Đó, ngoài ra thì nó có thêm cái catalog sách hướng dẫn sử dụng mà nó bằng tiếng Anh các bạn ơi. Ha. Bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Mặt trước thì tiếng Anh, mặt sau tiếng Trung. Ngoài ra nó tặng cho chúng ta một vài cái sticker để chúng ta dán vô cho nó cute các bạn.
Rồi, đây là có cái cảm ơn. Rồi, còn cái này là cái gì mình cũng không biết luôn, tiếng Trung không à. Ừ, bỏ qua này ha. Rồi, bây giờ là đến cái nhân vật chính của chúng ta nữa các bạn. Nhân vật chính của chúng ta. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta nữa các bạn. Đó. Nó rất là nhẹ các bạn. Đó. Chính hãng của Payseus nữa các bạn. Hàng Payseus thì nó là hàng cũng thuộc dạng là có tiếng các bạn, có uy tín đó. Đó, trong cái lĩnh vực mà củ sạc, cục sạc hay là các cái linh kiện dành cho điện thoại các bạn ha. Rồi thì nhìn cảm quan thì các bạn thấy không, nó chỉ cỡ cái thậm chí nó còn nhỏ hơn cái iPhone 6 của mình nữa luôn các bạn. Đây không, nhỏ hơn, nó chỉ dày hơn cái iPhone 6 chút xíu à. Ừ. Cho nên là bỏ vô túi quần rất là tiện nha các bạn. Đó, để các bạn có thể mang đi theo bên người ha, để mà dễ dàng sử dụng. Rồi thì đây nó có gồm có ba cổng nữa các bạn. Đó. À, đây là cổng USB nè, cổng Type-C và cổng micro USB. Thì cái cổng này là cái cổng USB á, là nó là cổng sạc ra, à, cổng out, giống như là cái cổng Type-C là nó là out luôn. Còn cái cổng micro USB và cổng Type-C này nó hỗ trợ là cái cổng vào các bạn, để sạc cho cục pin này. Đó. Cho nên đó là cái cổng Type-C này là nó có hai chức năng luôn. Nó vừa là cổng sạc cho thiết bị di động và nó cũng vừa là cái cổng sạc cho cái cục pin này các bạn. Rồi bên đây là nó có bốn cái đèn LED để báo hiệu cái mức dung lượng pin còn lại các bạn. Công suất 18W. Rồi đây, đây là thông số nè bạn, thông số của cục pin dự phòng này đó, thì nó giống như nãy trong cái vỏ hộp mà mình đã nói thôi, ha. Rồi đây là cái chứng nhận an toàn này đó các bạn. Ừ. Thì còn cái pin sạc dự phòng này nữa các bạn, thì nhãn sức là người ta nói là nó bảo đảm an toàn và có thể đem theo trên máy bay nha các bạn. Rồi thì nhận xét như thế này nữa các bạn. Cái củ sạc dự phòng này thì cục pin sạc dự phòng này thì mình đã sử dụng khoảng 1 tuần rồi ha các bạn. Thì đối với cái điện thoại mới Galaxy Note 20 Ultra của mình á, thì mình sạc được hơn 1 lần nha các bạn. Đó, mình sạc cho cái Samsung Note 20 Ultra của mình á, nó được hơn 1 lần, gần 2 lần các bạn. Đó. Còn đối với những cái điện thoại mà có cái mức dung lượng pin thấp hơn như là V Smart Lite nè các bạn, V Smart Lite, thì mình sạc được hơn 2 lần nha các bạn. Mình sạc được hơn 2 lần. Còn cái iPhone 6 này á thì mình sạc là hơn 3 lần nha các bạn. Đó, mình sạc hơn 3 lần cái iPhone 6 này. Đó. Rồi. Cũng như là cái Note 8 này thì mình cũng sạc được 2 lần nha các bạn. Note 8 này mình sạc được 2 lần. Còn cái thời gian mà sạc đầy cho cái cục pin sạc dự phòng này á thì nó hơn trên 2 giờ nha các bạn. Đó. Nếu như các bạn sử dụng cái cổng sạc nhanh á cho nó thì nó sạc trên 2 giờ. Đó. Thằng này thì nó hỗ trợ là vừa sạc nhanh đầu ra là 18W và sạc nhanh đầu vô cho nó cũng 18W luôn nha các bạn. Đó, cho nên là với dung lượng 10.000 mAh của nó thì nó sạc nhanh cho cục pin của nó thì khoảng trên 2 giờ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái dòng ra ha, cho các cái điện thoại mà khi mà mình sử dụng cái cục sạc dự phòng này nha các bạn. Rồi ở đây mình có ba cái điện thoại nè. Đây mình sẽ chạy theo thứ tự trước ha. Đây là Note 8, Galaxy Note 8 cũng như là V Smart Lite và đây là iPhone 6 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình sạc từng cái điện thoại nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng mình sạc cho cái Note 8 này trước nha các bạn. Rồi mình sẽ có cái dụng cụ mình đo cái dòng ra luôn này các bạn. Rồi mình sẽ ghim vào cái Samsung Note 8 của mình. Đây nó có hỗ trợ sạc nhanh nữa các bạn không, bạn thấy không, là nó hỗ trợ sạc nhanh cho Samsung Galaxy Note 8 và cái đầu ra của nó nè các bạn.
Đây 9V là một ít 32A đó các bạn. Đó là nó gần 18W đó các bạn. Ừ. Nó như vậy là nó gần 18W đó. Là nó đúng với cái nó đúng với cục pin sạc dự phòng luôn nhé các bạn, tại vì cục pin sạc dự phòng này nó 18W nè các bạn thấy không? Đó, thì như vậy là nó chính xác nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sạc cho cái VMAX Lite ha. Đó. Đây. Đây. Đây, nó cũng hiển thị là đang sạc nhanh nha các bạn. Các bạn thấy không? Và đây. Và đây là cái dòng ra của cái pin sạc dự phòng của mình. Đó, nó cũng là 9V nữa các bạn. Nó gần 1A á. Ừ. Là nó chuẩn QuickCharge 2.0 các bạn. Nó thẳng ra là nó chuẩn QuickCharge 2.0 á. Là 9V á. Rồi. Còn bây giờ mình sẽ sạc thử cái iPhone 6 nha. Đối với cái iPhone 6 thì mình sẽ sử dụng cái cổng USB ha. Và mình sẽ sử dụng cáp dành cho iPhone 6. Rồi. Đây. Đây. Đầu ra của nó đó các bạn, 5V, 0.5A ha. Rồi, còn đối với sạc cái tai nghe iPod thì sao? Thì mình cũng test thử luôn ha. Đây đây là cái đốt sạc của tai nghe iPod đó các bạn. Đây các bạn thấy không, nó cũng tự động nha các bạn. Đó, nó tự động ra cái dòng ra ha, cho nó phù hợp với cái thiết bị đầu ra nè các bạn thấy không. Đó, cho nên là đối với cái đốc sạc của tai nghe AirPods á, là nó có dung lượng pin nó nhỏ, cho nên là đây là nó sẽ chỉnh cái pin sạc dự phòng BCS này, nó sẽ chỉnh cái đầu ra cho nó phù hợp các bạn thấy không. Nó chỉ có 5V và 0.17A nè các bạn. Ừ. Chứ nếu như mà nó sạc ra dòng lớn quá thì nó có thể gây hại cho cục pin của thiết bị nha các bạn. Rồi. Ok. Rồi, thì đó, như các bạn thấy đó. Rồi bây giờ mình sẽ test thử ha cái đầu vô ha cho cái pin sạc dự phòng BCS này xem nó như thế nào nha các bạn. Đây. Mình có cái củ sạc nhanh ha, cô cũng muốn chính của BCS luôn các bạn. Nó hỗ trợ tới 65W lận. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test thử xem cái đầu vô của pin sạc dự phòng này nó hỗ trợ bao nhiêu watt để các bạn tham khảo nha. Đây, mình sẽ ghim vô cái cổng Type-C nè các bạn. Đây, còn thấy không? Đó, nó hỗ trợ đầu vô là 12V và 1.45A. À, nó 18W đó các bạn. Đó, QuickCharge. Cái này là QuickCharge 3.0 nha các bạn. Đó, nó hỗ trợ đầu vô là QuickCharge 3.0 đó các bạn. 18W, chuẩn luôn nha các bạn. Rồi. Ok. Rồi, thì đó, như vậy thì vừa rồi mình vừa test thử cho các bạn xem là cái pin sạc dự phòng BCS này nè, là nó sạc cho các cái thiết bị ha, đầu ra. Đó, nó sạc cho các cái thiết bị đầu ra như thế nào, và cũng như là cái đầu vô của nó ha, là nó nhận sạc là như thế nào nha các bạn. Rồi, còn về cái vấn đề mà nó có bền hay không á, thì mình xòa mình sử dụng hơn 1 tuần lễ nay thì mình thấy là nó rất là ổn định nha các bạn. Đó, nó rất là ổn định. Ừ. À, chưa có thấy trục trặc gì hết. Và nhà bảo hành, nhà sản xuất và nhà sản xuất người ta cũng bảo hành cho chúng ta là 6 tháng ha, là lỗi một để một nếu như mà có lỗi với nhà sản xuất, và các bạn sẽ giữ kỹ lại cái bao bì này nha các bạn.
đó, các bạn đừng có vứt nha, các bạn đi giữ lại, nếu như có bảo hành thì các bạn để là giữ là nguyên hiện trạng, là các bạn gửi cho người ta sẽ gửi lại cái cục sạc là dự phòng mới cho các bạn nha. Còn nói về cái vấn đề giá thì mình thấy là nó rất là tốt trong tầm giá các bạn đó, nó là cục pin dự phòng nó hỗ trợ là chuẩn đầu ra cũng như là đầu đầu vào là 18W ha, là hỗ trợ WhatJack 3.0 và cũng như là PD 3.0 dành cho các cái thiết bị của Apple, hỗ trợ cho một số cái sản phẩm của các cái hãng điện thoại mà có sử dụng cái công nghệ sạc nhanh WhatJack 3.0 nữa các bạn. Và với cái giá tiền là khoảng trên dưới 300 ngàn ha. Thì các bạn đã có một cái viên pin sạc dự phòng chính hãng của BCS ha, bảo hành chính hãng 6 tháng một lần một lần một các bạn. Nó có thể là đáp ứng cho các bạn là trong việc là sạc pin cho tất cả các cái dòng cái điện thoại phổ biến nhất hiện nay đó, như là Samsung là Apple cũng như là Xiaomi, Huawei đó các bạn, là rất là nhiều các bạn đó, cũng như là các cái thiết bị mà sử dụng cái cổng sạc mà có cái dung lượng pin thấp thì nó cũng hỗ trợ luôn nha các bạn đó, tại vì nó có cái chức năng là tự động các bạn, là nó sẽ đưa ra cái dòng dòng điện là nó phù hợp với các thiết bị sạc, cho nên là nó rất là an toàn nha các bạn. Rồi thì trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn cái pin sạc dự phòng chính hãng của BCS ha, chuẩn sạc nhanh đầu vào và đầu ra đó, dành cho các thiết bị di động. Rồi cái link sản phẩm này nè các bạn, thì mình sẽ để ở phần mô tả video của các bạn, các bạn có thể click vào để tham khảo và mua nhé các bạn, chính hãng của BCS. Rồi nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho một like cũng như đăng ký kênh và ủng hộ video bằng cách xem quảng cáo nhé các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, bye bye.